Trong lần khai thác thực địa lần thứ nhất năm 1897 đến năm 1914, Pháp cho máy bay bắn phá miền Bắc Việt Nam. Chiếc máy bay do một phi công trẻ điều khiển có tên là Monterrier đã thả một quả bom xuống mảnh đất tiếp giáp với phía Nam của Trung Quốc, làm lộ ra lò khai thác lộ thiên lớn nhất Đông Dương. Từ đây, một vùng đất mới được hình thành trên dải đất hình chữ S mang tên Mông Dương. Với khối lượng khoáng sản lớn đem lại cho Pháp nguồn lợi nhuận khổng lồ, Pháp đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc khai thác thổ địa lần thứ nhất tại Việt Nam. Dưới sự bóc lột tàn áp man rợ của chính quyền thực dân đã gây một làn phẫn nộ lớn trong tầng lớp công nhân tại Mông Dương nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Ngày 12 tháng 11 năm 1936, công nhân vùng mỏ đã đứng lên đấu tranh. Cuộc khởi nghĩa kéo dài nhiều ngày và đỉnh cao vào ngày 23 tháng 11 năm 1936. Cuộc khởi nghĩa đã sớm bị dập tắt. Sau này, ngày 23 tháng 11 đã trở thành ngày vùng mỏ bất khuất. Năm 1917, thực dân Pháp bắt tay vào việc khai thác than. Để phục vụ cho việc khai thác có hiệu quả, thực dân Pháp đã xây dựng tuyến đường sắt, cho tàu chuyên chở than. Sau 20 năm khai thác lộ thiên, lượng than phía trên ngày càng cạn kiệt, buộc Pháp phải chuyển sang khai thác ở sâu trong lòng đất. Để thuận lợi, buộc Pháp phải xây dựng giếng đứng. Giếng đứng được thực dân Pháp đào lần đầu tiên vào năm 1934. Giếng ban đầu được đào với đường kính 6m, sâu hơn 100m. Ngoài giếng đứng còn có giếng nghiêng và các đường nò khác đều ở độ sâu âm 97m. Khi mới bắt tay vào khai thác, thực dân Pháp đã để xảy ra vụ lộ khí mê tan vào năm 1937, làm chết rất nhiều công dân tại đây. Tuy nhiên, năng suất khai thác than vẫn rất thấp, sản lượng khai thác than của Mông Dương năm 1939 chỉ đạt 220.000 tấn than nguyên khai. Năm 1944, hệ thống khai thác giếng đứng ở Mông Dương bị ngừng trệ, không sản xuất trong một thời gian dài. Năm 1960, chính phủ có chủ trương khôi phục lại mỏ Mông Dương. Năm 1966, công việc đào giếng đứng mới thực sự được tiến hành. Trong thời gian ấy, do giặc Mỹ đánh phá miền Bắc dã man, giếng bị ngập trở lại. Năm 1967, đội điện than tuyển chọn ra 104 công nhân giỏi của các mỏ đưa sang Liên Xô, học công nghệ hầm lò giếng đứng. Sau đó, các công nhân trở về cải tạo lại giếng. Đến tháng 12 năm 1982, khu vực cánh Tây Mông Dương mới cho ra lò tấm than đầu tiên. Ngày 1 tháng 4 năm 1982, công ty cổ phần than Mông Dương KTV, tiền thân là mỏ than Mông Dương được thành lập. Từ ngày 2 tháng 8 năm 2008, công ty cổ phần than Mông Dương TKV chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và điều lệ công ty. Diện tích khai trường là 10,9 km2, phía Bắc tiếp giáp với sông Mông Dương, phía Nam giáp xí nghiệp 790, phía Tây tiếp giáp với công ty than Khe Tràm, phía Đông tiếp giáp với vịnh Bái Tử Long. Như vậy, trải qua 3 thăng trầm lịch sử, công ty than Mông Dương đã gắn liền với cuộc sống bao thế hệ thợ mỏ nơi đây. Năm 2012 vừa qua, sản lượng khai thác của công ty đạt 1.620 triệu tấn, trong đó khai thác phần lớn từ giếng đứng Mông Dương gấp hơn 7 lần so với sản lượng khai thác của thực dân Pháp. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận di tích cấp tỉnh năm 2007, cụm di tích giếng đứng Mông Dương được xác định là di tích nguyên gốc chưa có sự biến dạng kể từ khi phục hồi và xây dựng năm 1967. Ngày 23 tháng 4 năm 2012, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả đã ban hành kế hoạch số 39 KHUBND về việc lập hồ sơ nâng cấp và gắn bia đá di tích cụm giếng đứng Mông Dương từ di tích cấp tỉnh lên di tích cấp quốc gia. Đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn nhằm giáo dục truyền thống cho nhân dân và công nhân viên chức trong ngành than. Với số lượng than khai thác lớn nhất, Mông Dương nói riêng và Quảng Ninh nói chung đã thu hút đầu tư nước ngoài về việc xây dựng nhà máy nhiệt điện tại địa bàn khu vực. Nhà máy nhiệt điện Mông Dương đã bắt đầu khởi công và xây dựng vào 19 giờ 12 phút ngày 6 tháng 1 năm 2015. Tổ máy số 1 của nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 đã hòa điện lần đầu thành công vào mạng lưới điện quốc gia. Công suất hòa mạng lưới điện lần đầu của tổ máy đạt 80 mW. Nhu cầu tiêu thụ than cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 khoảng 3 triệu tấn than trên một năm. Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực phía Bắc năm 2015 và các năm tiếp theo sau khi đưa vào vận hành thương mại sẽ cung cấp sản lượng điện hàng năm là 5,8 tỷ kWh. Các tổ máy của nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 vận hành ổn định sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc của hệ thống điện vào nguồn thủy điện, đặc biệt vào mùa khô giảm tổn thất điện năng, tăng tính an toàn, ổn định, năng lượng cho vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Việt Nam nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung.
Để có được thành công như ngày hôm nay là sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các thế hệ thợ mỏ và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp. Không những thế còn là sự hy sinh cả mạng sống của mình trong các vụ nổ khí để lại bao mất mát đau thương cho những người ở lại. Nhằm tôn vinh người thợ mỏ và chào mừng 76 năm ngày truyền thống công nhân mỏ, ngày truyền thống ngành than ngày 12 tháng 11 năm 1936, 12 tháng 11 năm 2012 của công ty cổ phần than Mông Dương. Ngày 12 tháng 11, công ty cổ phần than Mông Dương Vinacomin tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng tượng đài thợ mỏ. Công ty cổ phần than Mông Dương Vinacomin. Tượng đài có chiều cao 3,6m được đúc bằng đồng, khối lượng gần 3,6 tấn. Tượng được đặt trên tấm phù điêu cao 1,7m nằm bằng đá xanh Thanh Hóa, xây dựng tại khuôn viên nhà văn hóa công ty với tổng đầu tư công trình hơn 4 tỷ đồng. Không những giỏi trong sản xuất, công nhân thợ mỏ là những con người đầy tài năng trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, được thành tích đáng kể. Tất cả các hoạt động được tổ chức tại khuôn viên nhà văn hóa công ty than Mông Dương, nơi diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân thợ mỏ. Tự hào là những người con của đất mỏ, những thế hệ theo sau bước chân của cha anh đang học tập tại mái trường trung học phổ thông Mông Dương sẽ phấn đấu nỗ lực vươn lên tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha anh, quyết tâm gìn giữ những thành quả lao động vất vả của thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng đất mỏ giàu đẹp vững mạnh.